Đây là tiếp tục gián đấu thứ nhất của trận đấu vòng loại môn cầu lông, nội dung đôi nam giữa hai đội Long Nghị của trường mẫu giáo xã Vĩnh Sương đấu với Nhân Luân của xã Long của phường Long Châu trong khuôn khổ giải hội thao công nhân viên chức lao động thị xã Tân Châu năm 2022 được tổ chức tại sân cầu lông Hồ Dương của thị xã Tân Châu. Mời các bạn tiếp tục xem. Điểm 2-1 cho Vĩnh Sương. Điểm 3-1 cho Vĩnh Sương. Đối với cầu, điểm cho Long Châu. Đánh cầu ra ngoài. 4-2 gà kiểm xương điểm cho Long Châu 3-4 cầu đánh cầu ra ngoài điểm cho Long Châu 4-4 đỡ cầu ra ngoài điểm cho Long Châu 5-4 bỏ cầu không qua lưới điểm cho Vĩnh Sương 5-5 điểm cho Long Châu 6-5 chụp cầu quá tốt 6-6 điểm cho Vĩnh Sương 7-6 điểm cho Long Châu 7-7 điểm cho Vĩnh Sương 8-7
chụp cầu quá tốt. Điểm cho Diễn Trương 13-12. Điểm cho Diễn Trương 14-12. Chụp cầu tốt. Điểm cho Long Châu 13-14. Điểm cho Diễn Trương 15-13. Điểm cho Diễn Trương 16-13. Điểm cho Long Châu 14-15. Chụp cầu quá tốt. 16-14. Okay. 17-14. Điểm cho Long Châu 16-18. Điểm cho Long Châu 17-18. Tiếp tục 17-18. Điểm cho Diễn Trương 19-18. Quá hấp dẫn rồi. Hay, chụp cầu quá hay. 19-19. Cuối có tốt.
Ngoài hai mươi 19 kết thúc trận đấu kết thúc trận đấu thứ nhất, đội trường mẫu giáo Vĩnh Sương thắng đội Long Châu với tỷ số 21-19. Mời các bạn tạm nghỉ.